Đình Tỷ, Đức Thọ Phủ, Y Xuân Huyền, Đao Đăng Tổng, Lộc Châu Hà Phường, Lập Ốc, Chi Ngủ, Trà Hội Triều Đình, Định Nghị Phong Sắc, Hồng Lô Đốc, Đồng Chí Viện Tiến, Lục Sủ Nam Tào, Chó Ôn, Thành Kiến Ngọc Hoàng Bệ Hạ. Sau khi Lộc Châu Hà Phường sắp ra phong tiến cơ phổ về trung quân, Thành Kiến Chó Ôn, Nguyễn Sĩ, Minh Bình Lục Niên, Cửu Nhật, Dị Tập Bác Nhà Phủ. Năm 1591, ông Thủy Tổ, Nguyễn Văn Trung và vợ là Nguyễn Thị Phá vì đây khai cơ được Nguyệt. Trải qua hơn 9 đời, với 423 năm, dòng họ Nguyễn Văn tài sản liên tiếp đã sinh đôi ngày nở hàng ngàn con cháu chắc. Dòng họ tổng cả nội ngoại là có 471 người, có 3 chi, bao gồm 322 người, nam 140, nữ 160 và 167 con cháu ngoài. Từ ngày khai cơ lập nghiệp cho đến nay, các bậc tiền nhân đã đi di chuyển phần mộ tổ đại tôn từ xã Xuân Hồng đi an táng tại núi Rồng xã ít nhất và xây dựng lăng mộ khang trang đẹp đẽ. Vào năm Nhâm Ngọ 2002, nhà thờ được xây dựng tôn tạo 6 lần vào các năm Kỷ Dậu 1909, Mậu Thìn 1928, Giáp Ngọ 1950.